Vào ngày 17 tháng 1 năm 2018 tại sân golf Đồng Nai, trong không khí đón mừng dịp Tết Nguyên đán gần kề, giải đấu câu lạc bộ Hôi Ngoan Tất Niên 2019 đã được tổ chức với sự hiện diện của 64 golfer. Các golfer tham gia thi đấu theo thể thức đấu gậy, áp dụng hệ thống tính điểm handicap và được chia làm hai bảng đấu. Bảng A có handicap từ 0 đến 18, bảng B có handicap từ 19 đến 28 và Callaway. Tham gia giải đấu, các golfer ngoài khả năng giành được các giải nhất, nhì, ba các bảng hay các giải kỹ thuật như Merit to the Pin, Long Hit the Right thì còn có cơ hội đặc biệt khi ghi được giải Hôi Ngoan giá trị gồm một xe Mazda CX-5 cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Sau một năm, câu lạc bộ Hôi Ngoan đã và đang ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ golf Việt. Giải đấu này còn là dịp để các thành viên trong câu lạc bộ hội ngộ và cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua trong năm 2018 và nỗ lực hướng đến một năm 2019 phát triển hơn. Các golfer bước vào trận đấu với tinh thần hào hứng, quyết liệt và bám đuổi nhau xít sao qua từng đường bóng. Sự tập trung cao độ của các golfer mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Golfnews.vn sẽ tiếp tục thông tin kết quả giải đấu trong bản tin sau.